Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đã tổ chức tổng kết năm 2022 và triển khai kế hoạch năm 2023. Ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh dự hội nghị. Theo đánh giá của Sở, do tác động của xung đột Nga-Ukraine làm đứt gãy các chuỗi cung ứng toàn cầu đã ảnh hưởng trực tiếp tới giá vật tư nông nghiệp, nhiên liệu đầu vào và tiêu thụ nông sản, nên giá trị sản xuất trồng trọt khai thác thủy sản năm nay đạt thấp hơn so với kế hoạch đề ra. Tổng giá trị sản xuất toàn ngành nông lâm ngư nghiệp chỉ tăng 2,81% so với năm 2021, đạt gần 42,5 ngàn tỷ đồng. Thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022, ngành nông nghiệp duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí xã nông thôn mới đối với 47 xã. Đến nay, có 26 trên 47 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 6 trên 8 đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn hoặc hoàn thành nông thôn mới. Ngành nông nghiệp tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận dùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 500 hectare tại xã Hòa Hội, Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc. Về duyệt đề án phân khu chức năng dùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao huyện Châu Đức với quy mô gần 711 hectare. Hiện tỉnh đã hình thành 7 vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với tổng diện tích 5.910 hectare. Có 2 vùng đã được công nhận dùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là vùng xã Phước Hội với tổng diện tích 253 hectare và vùng nuôi tôm diện tích 303,5 hectare tại xã Lộc An, huyện Đất Đỏ. Tỉnh cũng công nhận thêm 39 sản phẩm OCOP. Năm 2023, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tiếp tục mục tiêu phấn đấu xây dựng nền nông nghiệp theo hướng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh. Tốc độ tăng trưởng ngành nông lâm nghiệp thủy sản đạt 3,56, tăng 0,26% so với năm 2022. Phát biểu tại hội nghị tổng kết ngành nông nghiệp, ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đề nghị Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn và các địa phương tiếp tục tham mưu tổ chức triển khai có trọng tâm, trọng điểm và hiệu quả các chủ trương chính sách của Trung ương, của tỉnh về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Phát triển nền nông nghiệp hiệu quả, bền vững theo hướng sinh thái, ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến, nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng, tích cực tìm kiếm thị trường tiêu thụ nông sản, tiếp tục nâng cao vai trò, vị thế, năng lực làm chủ, cải thiện toàn diện đời sống vật chất, tinh thần cho nông dân.